Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobooks for the Blind. Và suy nghĩ ông Trump không thắng đâu. Có một điều ông Trump có thể thắng là gì vậy nào? Bây giờ cái đảng Dân Chủ có hai bên là ông Bernie Sanders với lại Hillary Clinton. Mà Hillary Clinton càng ngày người ta không thích Hillary Clinton, người ta thích ông Bernie Sanders. Cho nên ông Bernie Sanders, cái phiếu của ông rất là nhiều, người ta ủng hộ rất nhiều. Nếu mà ông Bernie Sanders bị thua bà Clinton thì cái người ủng hộ cho Bernie Sanders sẽ bị bất mãn. Họ không có bầu cử. Khi mà cái phần đó họ không bầu cử thì bà Clinton sẽ mất nhiều cái phiếu, cho nên khi bà tranh cử với ông Trump thì ông Trump sẽ thắng. Bây giờ Clinton sợ lắm là cái người mà ủng hộ ông Sanders đó, nếu mà ông Sanders thua Clinton đó, thì mấy cái người ủng hộ đó như Siết vậy đó sẽ không có bầu cử bà Clinton. Mà thật sự Siết sẽ không bầu cử bà Clinton. I am sorry, thà Siết chịu cho ông Trump mà. Chứ Siết không có bầu cử Clinton. Thà Siết để cho nước Mỹ sập cho nhanh hơn rằng là để cho dai dẳng với Clinton. Because tại vì cái Clinton bà không có thay đổi cái gì trong tương lai đó. Bà Clinton cũng giống như hệt ông Clinton thôi. Cái quyết định của bà sai lầm nhiều quá đi. Một, bà ủng hộ chiến tranh Iraq là sai lầm rồi đó. Số 2 nữa, bà ủng hộ chiến tranh Afghanistan cũng sai lầm luôn. Số 3 nữa là năm 90 bà ủng hộ với ông Clinton ra một cái luật rất là kêu bằng ác ôn cho những cái người phạm tội. Cái luật đó nó làm cho đa số dân da đen bị vô tù. Bây giờ da đen bị vết đen, như họ bị cái vết trong cái hồ sơ của họ, bây giờ là có tìm job được. Nói chung là họ làm cho cái dân da đen của Mỹ nó bị rất là khổ. Và họ bị lý lịch đen, sau khi ở vô tù họ không có tham gia chính trị được. Cái nữa là họ ủng hộ những người giàu nhiều quá đi, họ không có lo cho người già nghèo. Những cái luật họ ủng hộ đó toàn là giúp cho những cái kinh doanh người giàu không à, không có lo cho cái người nghèo. I mean cái chính trị của Hersh không có thấy cái gì mà tốt luôn á. So nếu không có Bernie Sanders sẽ không có bầu cử cho Clinton. Yeah, I don't think so. I'm very tired. Sick rất là mệt. Cái vụ mà như vậy, thà lên làm tổng thống thay đổi hay là lên làm tổng thống làm cái gì mạnh đó, đừng có mà lên đó rồi quậy hư hại hoặc là giúp một cái phần nào mà không có đa số. So I'm not gonna vote for her. Bom vàng nói đúng. Yes, Clinton sẽ thắng trong tiểu bang Cali nếu mà sẽ không bầu cử. Đúng rồi, tại tiểu bang Cali đa số là dân chủ. Yes. Sẽ có thích Obama không? Yes and no. Okay, so Obama mới lên thì sẽ hăng hái. Ông làm những cái chuyện cũng rất là hay. Ông quyết định cũng hay. Ông phản đối chiến tranh Iraq, phản đối chiến tranh Afghanistan. Mấy cái điều mà ngoại giao ông rất là hay. Mà có cái điều là ông hiền quá. Sẽ không có thích cái cách ông làm chính trị hiền. Tại vì khi mà ông lên á, ông là tổng thống, các bạn phải biết ông là tổng thống người đầu tiên da đen. Cái đảng mà Cộng Hòa đó là cái đảng phản ông. Khi mà ông là tổng thống, cái đảng á, nó kết lại, nó sẽ hứa rằng á, họ không có ủng hộ ông Obama một tí nào luôn. Mà trong 2 năm, ông tốn 2 năm để thuyết phục cái đảng Cộng Hòa trong quốc hội để làm chung với ông. Mà ông tốn thời gian 2 năm đó. Ông nói chung là như vậy nào, các bạn phải biết chính trị Mỹ làm như quốc hội với lại tổng thống, hai bên nó gây cứng với nhau. Cái hiến pháp nước Mỹ là vậy đó. Tổng thống nhiều, họ bắt là tổng thống phải bắt tay với quốc hội để làm việc. Nếu quốc hội mà không làm việc với tổng thống thì cũng bó tay. Mà nếu tổng thống không muốn làm việc với quốc hội, cũng hai bên cũng bó tay. Cho nên kiên pháp của nước Mỹ phải bắt buộc là hai bên phải làm chung với nhau, hợp tác với nhau. Mà khi Obama lên làm tổng thống thì quốc hội đã không chịu hợp tác với Obama. Quốc hội đa số lúc đó là Cộng hòa, bây giờ cũng là Cộng hòa nữa. Okay. So hai bên lúc nào cũng chổi với nhau đó. Làm bạn mua đồ đó, các bạn mua đồ cái người nào đó, Obama là cái người mà trả giá, mà khi trả giá rất là cao, cho nên khi không có được nhiều là như vậy. Làm như các bạn thấy cái túi sách đó, các bạn họ bán là 500 ngàn, các bạn vô các bạn trả giá 450 đi là các bạn thua rồi. Đấy, thì Obama như vậy đó, ông vô ông trả giá rất là cao cho quốc hội. Đáng lẽ các bạn phải vô, các bạn phải trả 150. Vậy tuy rằng bị chửi mà cái giá mình 150 xong rồi nhích lên. Vậy mà Obama hi vô cái hi cho bên kia nhiều quá. Yeah, it's like that. So Six cũng không hiểu Obama làm như sao nữa, but sao thấy hi làm mấy cái chuyện đó yếu xìu à. Yeah, but I mean hi cũng có hay nhiều cái hay là kinh tế Mỹ hi giúp cũng trong vòng 8 năm nay cũng xong. But hi hiền quá. Đấy. Right. Okay. Sĩ ơi, CPA là gì? Communist Party of America. CPA. So Sanders, điểm sáng của Sanders gì? Hồi đó giờ hi nói cái gì ra là đúng cái đó hết luôn á. He nói là chiến tranh Iraq là nhầm. He phản đối ông Bush, có một mình him với Obama, hai ông thôi trong quốc hội phản đối chiến tranh Iraq thì nó đúng. He phản đối chiến tranh Afghanistan cũng đúng luôn. He ủng hộ cho đồng tính tự do yêu nhau thì cũng đúng luôn. He đoán rằng kinh tế Mỹ sẽ bị sập sau 2008 nếu nhà băng không có siết lợi cho vay nhà, dụ nhà, thì cũng đúng luôn. He phản đối NAFTA của Mỹ. Hồi xưa cái NAFTA là free trade, nó như TPP vậy đó, mà nó giữa Canada với Mỹ với Mexico. He đoán rằng nó không có giúp kinh tế Mỹ, với lại nó làm hư hại kinh tế Mỹ, với lại hư hại kinh tế người kia luôn. He đúng cái phần đó. He muốn nước Mỹ có y tế làm như nước Canada hoặc là nước Đức này kia. He cũng đúng cái điều đó. He không có muốn chênh lệch giữa người giàu với người nghèo nhiều quá. Nước Mỹ he nói là chênh lệch nhiều nhất. Yeah, he cũng đúng phần đó. Yeah, so nói chung là Sanders he đúng nhiều lắm. Hình như hồi đó giờ hi không có sai gì hết á. Yeah, I'm not too sure. Nói gì cũng đúng đó. It's kind of weird. Alright. Tình hình Mỹ với Nga như sao? Huh. Ok, so nói chung là nước Nga bây giờ muốn trở lại thành hồi xưa, nó mạnh. But the problem is kinh tế Nga này yếu. Nước Mỹ thì bắt tay với NATO, right, các bạn NATO. And Mỹ NATO càng ngày càng lấn nước Nga. Những cái nước hồi xưa của nước Nga bây giờ họ tách ra khỏi nước Nga rồi, bây giờ họ nhập vô NATO. Thì ông Putin thực sự nước Nga không có thích Âu Châu tấn công vô những nước khác, ảnh hưởng những nước khác. Tại vì lịch sử nước Nga hồi đó giờ nó cũng phải cần những cái nước đứng chính giữa Âu Châu với lại Đông Châu để cho bảo vệ nước Nga. Mà bây giờ nước Nga càng ngày họ thấy cái nước Âu Châu lấn vô giữa kinh tế với lại quân sự nữa, cho nên Nga bây giờ họ dùng dãy lên, họ không có muốn cái đó như vậy nữa, mà họ dùng dãy mà nước Nga kinh tế thì nó rất là yếu hơn ngày xưa nhiều lắm, quân sự nước Nga cũng yếu nữa, cho nên những cái chuyện mà Nga làm đó là họ làm để cho người ta thấy Nga hùng dữ lên, để cho nước Mỹ không có tấn công vô, thấy sợ. So, những cái hành động nước Nga các bạn đọc báo đó là những chiếc phi cơ máy bay ngang tàu Mỹ, những cái lời nói của nước Nga nghe nó hơi hung hăng là tại vì cái lý do đó đó. Nước Nga không có muốn nước khác, nhất là Âu Châu lấn vô bên miền Tây của nước Nga, mà Mỹ thật sự cũng không có cũng muốn lấn vô nữa. So that's a problem. Like that. Okay. GDP per capita của Mỹ là 50.000. Vậy bình thường hầu hết người dân có kiếm được gì không? Yes. Ok, so 50.000 đó không phải. Ok, so 50.000 này nhiều người nói là 45, 40, 50, it's around there. 50.000. Không có biết là per capita hay là per family. Giờ sẽ cái số này sẽ không có biết rõ, cái đó là gia đình hay là mỗi người. That's a problem. Yeah, but 50 roughly around there. Yeah. Ok, bye Kevin. Vậy chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra không? Yeah, nếu ông Trump làm tổng thống. Nếu ông Trump làm tổng thống. Alright. Sẽ có đánh giá về nước Trung Quốc hả? Oh gosh, không nói nữa. Alright, so nói về nè, so nước Trung Quốc á, 30 năm nay kinh tế lên rất là nhiều, nó lên nhiều thiệt nhiều luôn. Không có nước nào mà trong lịch sử mà trong vòng 30 năm mà lên bằng nước Trung Quốc 30 năm nay hết á. And the problem như vậy thì khi mà một cái nước nào đó họ tăng kinh tế, họ tăng quân sự thì họ có thể cứ bằng đẩy những nước kế bên, right? Họ ảnh hưởng những nước kế bên, trong đó có Việt Nam, right? Trong đó có Tây Tạng, Tibet, Ấn Độ ngoài kia. So khi họ mạnh lên thì họ phải cần bảo vệ kinh tế, thì các bạn phải biết là lý do đó là Biển Đông, right? And họ bảo vệ kinh tế chung quanh. Thì cái nước nào cũng vậy á, nước Mỹ hồi xưa cũng vậy đó. Nước Mỹ nó đang trổ thì nó cũng cái con đường của nước Trung Quốc bây giờ nó đi tựa con đường của nước Mỹ hồi xưa bây giờ. Yeah. But and then có một cái nữa, nước Trung Quốc là nhiều người sống, sau cái thị trường của Trung Quốc rất là lớn, rất là to, cho nên Trung Quốc biết đó là thị trường Trung Quốc rất là quan trọng. Nếu mà ai cần buôn bán thì phải cần thị trường của Trung Quốc, làm như Apple đó, Apple cái iPhone đó, Apple bây giờ nổi tiếng quá, ở nước Mỹ thì chiếm thị trường nhiều rồi, Âu Châu cũng nhiều rồi, bây giờ họ phải cần cái thị trường mới thì họ phải cần vô cái thị trường Trung Quốc. Thì Trung Quốc họ biết như vậy, nhà nước Trung Quốc biết như vậy, họ kêu họ rất là siết chặt cái kinh tế của họ, họ dùng cái kinh tế để họ điều khiển cái cách làm việc gì đó. So anyway, but Trung Quốc bây giờ it has a problem. Nước Trung Quốc thực sự bây giờ có một cái vấn đề rất là nặng, là Trung Quốc chuẩn bị gần giàu, không phải giàu mà nó kêu bằng middle income. Middle income là có một cái income là cái số tiền hả? Số tiền middle thay, vừa lên middle. Yeah, thu nhập trung bình, right? Yeah, số cái 7, yeah, số cái 7 thu nhập trung bình. Khi mà giàu mà bây giờ dân của Trung Quốc á, thì càng già, tại vì nhà nước không có cho sanh đẻ nhiều, cho nên tuy rằng 1.3 tỷ người mà trong 15-20 năm nữa cái người già sẽ nhiều hơn người trẻ, cho nên không có biết là cái xã hội của Trung Quốc có thể chịu đựng cái phần đó không, để giúp những người già đó, tại người già phải cần y tế này kia nọ. Họ nghĩ rằng chắc kinh tế của Trung Quốc sẽ bị yếu sau này. Với còn cái nữa là những cái công ty Mỹ bây giờ họ đi ra khỏi Trung Quốc rồi, là tại vì cái dân công nó rất là mắc tiền. càng ngày Trung Quốc càng giàu hơn thì cái lao động nó rất là mắc tiền, cho nên họ qua Ấn Độ, Campuchia, Việt Nam này kia kia nọ, họ đi tìm cái nơi nào mà lao động rẻ hơn. Thì Trung Quốc chưa kịp giàu là đã bị mất cái phần đó. Kinh tế nó cũng hơi yếu như phần đó nữa. Hồi xưa Trung Quốc là một cái hãng sản xuất cho thế giới, mà bây giờ nó phải chỉnh cái kinh tế thành sản xuất, thành cái sáng tạo, cái kinh tế sáng tạo. Thì cái đó hơi khó, tại vì khi mà mình chỉnh cái kinh tế sáng tạo thì rất là lâu, với lại cái văn hóa của mình trong cái quốc gia, trong cái nước của mình nó phải khác hồi đó giờ. Giáo dục phải khác nữa, văn hóa phải khác, phải có tự do, đủ chuyện hết đó, để cho cái xã hội mình nó mới tạo ra cái sáng tạo lên. Yeah. So that's the reason. So China không biết là họ có thể thay đổi nhiều kịp hơn nữa. Yeah, like that. Okay. Còn cái sự mà họ cái vụ Biển Đông này kia nọ thì nước nào khi mà họ mạnh họ cũng lấn như vậy đó. Cái đó là sự thật, không kịp xíu. Yeah, đa số người ta cũng nói không kịp nữa. Đúng rồi. Ok, rồi. So, tại sao hãng Samsung bây giờ ra đây khắp nước Việt Nam luôn vậy? Ồ giá, tại Samsung mạnh, bên Mỹ cũng có nữa. Thôi bây giờ sẽ đi ha. Alright, thank you. Sorry, nói chính trị hơi nhiều. Lâu quá không nói chuyện chính trị. Rồi, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản mà đánh nhau chắc tiêu quá à. Trong các nước đó, nước nào mạnh nhất? Mỹ! Mỹ sẽ thắng thế giới mà chết thế giới hết luôn. Các bạn phải biết chiến tranh thứ ba, chiến tranh thế giới thứ ba đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ là thế giới chết hết. Ok, ok, Mỹ thắng mà ai cũng chết trên thế giới này hết đó. Ok, actually Nhật đánh thế giới không được, Nhật không có bom nguyên tử, so Nhật không sao, no problem. Trung Quốc có bom nguyên tử, có 300 cái. Mỹ có khoảng 7.000-8.000 bom nguyên tử. Nước Nga khoảng 8-9.000 bom nguyên tử. Trong kho của nước Nga khoảng 20.000. Trong kho của Mỹ cũng 20.000 nữa. So Trung Quốc có thể diệt nửa thế giới, còn Mỹ với Nga diệt hết thế giới luôn. Ok, 2-3 lần luôn. Mà nếu chiến tranh mà không dùng bom nguyên tử thì Mỹ sẽ thắng. Nếu mà không dùng bom nguyên tử, Mỹ sẽ thắng. Tại mình ủng hộ Mỹ nội gì. Nói trời không có. Ok, xong Mỹ sẽ thắng tại Mỹ quân sự Mỹ mạnh. Ok, alright, thank you for talking to me and I'll see you. Cảm ơn các bạn vô đây giúp vui ha. And I'll see you on Friday, ok? Alright, bye các bạn.